Đừng có tin những gì Kiệt nói, mà nhìn những cái chuyện mà Kiệt vừa mới nói đi, rồi nó có ngoài đó còn có biết bao nhiêu chuyện nữa mình ghép lại. Coi lên thằng Kiệt này nó nói mình đang ở vào thời đại tận thế, cha đang lo mọi chuyện của chúng mình, cho nên mình đừng có nghĩ là mình đại hội năm hay là mình làm gì muốn làm gì, không phải. Cơ vận đến lúc phải thay đổi là thay đổi một cách rất là mầu nhiệm. Cả ông Trump hôm nay trở lại cũng mầu nhiệm, cả Nga thua là mầu nhiệm, mà cả cái dịch Vũ Hán xảy ra năm 2019 đưa nước Tàu gãy ông đập lưng ông đến ngày thê thảm hôm nay, từ một nước giàu có hôm nay thành một nước sắp chết đói đó, thì tất cả đều gọi là con người của mình á phải biết kính trời kính Phật, chứ mình không có thể nào mình cứ nghĩ mình chế bom nguyên tử, thằng nào chế nhiều là thằng đó thắng, nó không có vậy nữa. Trong tương lai mấy cái đó dục ngoét hết, con người sống với nhau bằng tình người, tức nghĩa là sự đoàn kết và thương nhau. 90 mấy triệu người ở bên quốc nội phải thương 6 triệu người ở hải ngoại, giống như anh em ruột thịt, không có thể nói là cái đám ruột thừa, không thể nói là cái đám hải ngoại, phải không?